chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một ca lâm sàng liệt dây thần kinh số 7, hay gọi là liệt mạch ngoại biên, hội chứng Ramsay-Hunt. Với khởi đầu trình bày một ca minh họa, đó là bệnh nhân nữ 62 tuổi. Với lý do vào viện đó là méo miệng và ù tai bên trái 5 ngày, có tiền căn đái tháo đường type 2 4 năm rồi và có bệnh thủy đậu từ hồi nhỏ. Với triệu chứng cơ năng, bệnh nhân nó chóng mặt và buồn nôn và nôn nhiều, kèm theo ù tai bên trái và đau vùng vai tai bên trái. Những triệu chứng thực thể là bệnh nhân liệt mặt ngoại biên bên trái và mất vị giác ở bên trái, kèm theo là nystagmus ngang. Khi nhìn qua phải thì bệnh nhân sẽ thì cái nystagmus đánh vào bên trái. Khám cái bệnh nhân không có thất đều và sức cơ hay là về vận động, chức năng vận động thì bình thường. Bệnh nhân này được có theo hình ở đây, mình quên mất không quá quay lại cái dấu nystagmus của bệnh nhân. Bệnh nhân rõ là liệt mặt ngoại biên bên trái. Khi mà cái bệnh nhân nghe răng, bệnh nhân nhắm mắt thì bệnh nhắm tiếng bên trái. Và nhìn kỹ hơn ở đây, bên tai bên trái thì bệnh nhân có nhiều bóng nước. Như bóng nước ở đây, nó đỏ là cái bệnh nhân rất là đau. Chẩn đoán cái này gọi là hội chứng Ramsay-Hunt type 2. Mình nói một chút về hội chứng Ramsay-Hunt type 2. Thì tại sao lại có type 2 ở đây, type 1, type 3 này? Thì hội chứng Ramsay-Hunt có 3 tip nhưng mà nó không liên quan gì đến nhau. Tip nhất đó là về vấn đề thoái hóa tiểu não thì sẽ có một số triệu chứng như là myoclonus, liệt cơ, thất đều, sa sút trí tuệ. Hội chứng Ramsay-Hunt tip 2 đó là có, ta thấy là có herpes zoster oticus, tức là có nổi bóng nước ở vùng tai và gây liệt dây 7 số 8. Hội chứng Ramsay-Hunt tip 3 thì đây là câu chuyện khác, đó là liệt ở vùng cơ theo thần kinh trụ ở mặt bàn tay. Hội chứng Ramsay-Hunt thì đặt tên theo một nhà thần kinh học người Mỹ, đầu tiên được mô tả vào năm 1907. Hội chứng Ramsay-Hunt thì sự tái hoạt của virus varicella zoster, đây là virus mà gây ra những bệnh thủy đậu ngày xưa. Tỷ lệ này rất là hiếm gặp, chỉ có khoảng 5/100.000 ở Mỹ. Và thường gặp ở những người lớn tuổi, đặc biệt là sau 60 tuổi. Có vẻ như là những người bị suy giảm miễn dịch như sao đó, 60 tuổi có thể có đái tháo đường. Và tam chứng của hội chứng Ramsay-Hunt type 2 đó là liệt mặt ngoại biên một bên, có đau tai và có nổi bóng nước ở ngoài vành tai hoặc ngay trong ống tai ngoài. Có một số triệu chứng khác đó là ù tai hoặc điếc thần kinh, hoặc là nghe cảm nhận tăng và chóng mặt, có dấu nystagmus là dấu dung nhật nhãn cầu, hoặc là buồn nôn và nôn. Về điều trị của bệnh này thì mình sẽ điều trị bằng kháng virus, đó là dùng acyclovir đường uống hoặc đường tiễn được, nhưng mà thường sẽ dùng đường uống cho nó dễ, với 800 mg 5 lần hoặc uống 7 ngày. Nhớ kiểm tra lại chức năng thận của bệnh nhân. Điều trị thêm corticoid prednisone, điều trị liều cao khoảng 5 ngày, sau đó mình giảm dần khoảng 10 ngày tiếp theo, 5 ngày cũng được. Và một số điều trị khác, bệnh nhân rất là đau theo kiểu thần kinh thì mình sẽ điều trị bằng gabapentin hoặc gabapentin. Và điều trị chóng mặt thì mình sẽ sử dụng hoặc là betahistine gọi kích thích tiền đình, hoặc là các thuốc ức chế tiền đình như thuốc kháng histamine, diphenhydramine. Và có một số bệnh nhân thì nó có thể bóng nước làm cho ăn tới vùng kết mạc, cho nên là mình sẽ sử dụng một số nước mắt nhân tạo. Của bên khoa mắt người ta sẽ chuyên sâu hơn, người ta sẽ sử dụng. Tiên lượng của những bệnh nhân này, nếu mà sử dụng sớm, chẩn đoán sớm và sử dụng thuốc sớm thì hầu hết thì sẽ giảm được những triệu chứng liệt mặt. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đến muộn, mình sử dụng muộn thì có thể là một số bệnh nhân sẽ để lại di chứng liệt suốt đời. Thì khi đó hy vọng là bên đông y sẽ điều trị ổn hơn. Một số link tài liệu tham khảo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.